Dù là ngày cuối tuần, nhưng các tổ kiểm tra liên ngành của các phường thuộc thành phố Thủ Đức như phường Linh Trung, phường Tăng Nhân Phú A, phường Phước Long A vẫn ra quân tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, tụ tập đông người và những trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng trên địa bàn. Không chỉ kiểm tra một lần, mà trong một ngày, các đoàn liên tục kiểm tra vào các thời điểm khác nhau và kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Bà Đoàn Thị Thanh Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Linh Trung cho biết, từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, phường đã tái khởi động, duy trì hoạt động của tổ công tác liên ngành. Tuy nhiên, khi thành phố Thủ Đức có công văn cho Chủ tịch 34 phường phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra hành vi vi phạm quy định về cách ly xã hội, thì tinh thần phòng chống dịch trên địa bàn được nâng cao và tăng cường tối đa. Phường thành lập hai cái tổ kiểm tra. Bình nói là kiểm tra nhưng thực tế thì cái công tác vận động tuyên truyền của mình là chính. Thì đối với những trường hợp nào mà cố tình mà mình đã kiểm tra rồi, nhắc nhở rồi, đã vận động rồi, tuyên truyền rồi nhưng vẫn không thực hiện thì khi tái kiểm tra lại vi phạm thì phường sẽ lập biên bản xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Thì đến thời điểm hiện nay thì phường đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 11 trường hợp với tổng số tiền là 18 triệu đồng. Theo chân các tổ kiểm tra thực hiện dịch vụ, phóng viên ghi nhận hầu hết các tuyến đường tại thành phố Thủ Đức vắng vẻ hơn so với những ngày trước đây. Đa số người dân ra đường đều tuân thủ đeo khẩu trang, các hàng quán chấp hành tốt quy định giãn cách và giới hạn số lượng khách phục vụ tại chỗ theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số quán ăn, quán nhậu trên địa bàn vẫn cố tình vi phạm quy định chống dịch khi lực lượng chức năng đi qua. Bị lập biên bản xử phạt, bà Bùi Thị Hờ, chủ quán nhậu trên đường Mang Thiện, phường Tăng Nhân Phú A trình bày. Hôm qua là chị chưa có mở, hôm nay bắt đầu mới mở. Nay bắt đầu mới bán thì chị mới biết. Vậy mới chị cũng chủ quan là quán của nhà mình nó rộng thì mình cứ ngồi khoảng cách ra thì có khả năng được, còn những cái quán nó nhỏ xíu nó được độ 100 mét vuông thì mới 30 người. Mình những 1.000 mét vuông cũng 30 người thì thiệt cho những cái quán lớn quá, ý là như vậy. Với địa phương đặc thù đông dân, có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống như phường Tăng Nhân Phú A, việc thực hiện nhiệm vụ của tổ kiểm tra liên ngành phường vất vả hơn. Bởi những hàng quán mở cửa trở lại buôn bán sau Tết không đồng loạt, nên tổ kiểm tra liên ngành của phường phải mất nhiều thời gian để đến từng ngõ, gõ từng cửa, vận động các hộ dân ký cam kết đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết trên địa bàn. Bà Trần Thị Thu Hoài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tăng Nhân Phú A cho biết, dù gặp không ít khó khăn, nhưng phường vẫn kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp cố tình vi phạm các quy định chống dịch. Thật ra cái công tác tuyên truyền lần này phường xác định một điều là thứ nhất là vào thời điểm này đã tuyên truyền nhiều rồi nên là vi phạm thì là phải xử lý. Các lỗi vi phạm mà lập biên bản xử lý thì đa phần là thứ nhất là vượt quá số người ở quán theo quy định là 30 người và nhân viên phục vụ thì là hoặc là nhân viên phục vụ là chưa đeo khẩu trang. Chỉ tính riêng tại hai phường Linh Trung và Tăng Nhân Phú A đã có hơn 30 trường hợp bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý vì không tuân thủ giãn cách xã hội. Trong đó, nhiều trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng sẽ áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 triệu đến 3 triệu đồng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các phường thuộc thành phố Thủ Đức yêu cầu người dân cần nghiêm túc thực hiện các quy định phòng chống dịch.